là Trigger Henry. Và cái con game này tôi được một bạn giới thiệu rằng là nó có thể gây ức chế ngang tầm dăm kinh hoặc là getting overheat. Đấy. Máy thầy vẫn edit được á? Được chứ, anh vẫn dùng Vegas Pro đều đều mà. Và bây giờ mình sẽ thử xem con game này độ khó nó đến mức như thế nào. Let's go. Mà tôi nhìn cái kiểu cái con game này thì nó như kiểu dạng là Mario ấy. Thầy nói xong chưa? Em tạm biệt thầy, em còn đi ngủ. Thôi mày đi ngủ đi. Có ai sáng tác nhạc chế và diễn minh họa không anh á? Là cái dòng nhạc parody á. Đấy, trước khi vào game thì tự nhiên có một cái câu hỏi này thì anh cũng chia sẻ luôn. Ngày xưa anh rất thích là làm nhạc parody. Nhưng mà ngày xưa một cái rào cản mà khi mà cái thời gian anh làm ấy thì gần như là toàn bộ những anh em trong team là đều không biết gì cả. Mà cùng lắm là nhiều đến diễn thì mình cũng phải chỉ cho. Ra edit video không có, chế nhạc thì mình cũng biết. Ra xong rồi có một cái là mình có hình dung trong đầu nhá về cái kịch bản nhá. Không 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 phải bản quyền mà là về cái gọi là cái khâu nó gọi là nội dung diễn đạt. Các trong đầu mình nghĩ rất là hay nhưng mà mình viết ra dạng text thì mọi người không thể hiểu được. Tại vì mình diễn đạt nó không được đúng. Xong rồi đến lúc mà đi quay ấy thì là bắt đầu phát hiện ra vấn đề là bởi vì sao là người ta phải đi học cái nghề gọi là quay phim, nghề đạo diễn. Mình không có tay nghề mình mới biết nhá. Những cái cảnh quay của mình về ghép trông nó chán vãi đái luôn. Trông nó chán. Còn đôi khi nhá, bạn chỉ cần biết biết quay thôi, bạn chọn góc góc máy thôi. Đúng không? Bạn chỉ cần biết chọn góc máy thôi, đến khi các bạn edit ghép vào xem nó đã hay hơn mẹ rồi. Còn còn một thằng mà không biết gì, quanh đi quẩn lại vẫn một cảnh quay đấy xem nó chán chết. Đóng phim hài Tết với anh Dũng tiếp đi anh á. Ông Dũng ông ấy có quay nữa đéo đâu, quay thì mệt. Mọi người nhìn thế thôi chứ còn bọn tôi mất đâu đấy khoảng tầm 2 tuần. 2 tuần nhưng mà mang về tôi edit thì mất khoảng tầm đấy. Cái hài Tết nó là một trong những cái mà chúng ta có thể nhìn ra được bọn tôi thiếu cái góc quay trầm trọng nó như thế nào. Trời ơi, filter nó liên quan gì? Filter nó liên quan gì đến 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 đến, đến cái đấy đâu? Có thằng Đâu Thinh này vẫn vẫn không hiểu cái vấn đề ở đây rồi. Cái góc quay lý do phim Việt không hay bằng phim Nhật dù muốn ủng hộ hàng Việt. Lúc đầu xem tập không tưởng còn tiếp. Thật ra cái hài Tết ấy, nếu như mà có tập tiếp ấy, thật ra tôi có viết kịch bản ở tầm 3 tập rồi. Nhưng mà xong rồi sau tập 1 thì cái sự thành công nó mang lại không được cao. Thế là anh em quyết định là bỏ hết. Mọi người đang 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 hiểu sai về cái hiệu ứng chuyển cảnh và đổi góc quay rồi. Hiệu ứng chuyển cảnh khác mà đổi góc quay nó khác. Ví dụ đầu tiên là cảnh cận nhá, xong rồi đến cảnh ngang nhá. Xong rồi cảnh 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 xa đấy, đấy là những cái góc quay chứ không phải là cái hiệu ứng là mẹ hình ảnh nó bay cho người như kiểu cửa sổ mở các kiểu đâu. Cái đấy thì nhiều mà là góc quay, chọn góc quay nào cho nó hợp lý ấy. Đấy, ví dụ như ở bây giờ trong một cái đoạn hội thoại tôi nói chuyện cả ông Dũng đi đúng không, thì mẹ chẳng lẽ bây giờ là tôi nói thì đi cứ zoom vào mặt ông Dũng à? Thì nếu như mà tôi nói zoom vào mặt ông Dũng thì mặt ông Dũng lúc đấy phải có biểu cảm gì với cả cái câu nói của tôi chứ đúng không? Thì nó mới là diễn. Em đang học quay phim à? Đấy, nếu mà Đa Linh học xong thì sẽ hiểu những cái mà anh nói, cái rào cản của bọn anh. Chơi game đi thầy. Ủa sao mọi người bị làm sao vậy? Đâu phải cứ vào game là phải chơi đâu. Tự nhiên có thì mình nói chuyện làm sao đâu. Khó khăn vậy. Ok, chia sẻ thế thôi. Thì lại tiếp tục quay trở lại. Thật ra cái sở thích của tôi ấy, khi mà livestream ấy, hứng lên là tôi chơi. Còn tự nhiên cái gì mà nó ngang qua mà tôi muốn nói chuyện là tôi sẽ ngồi ngồi nói chuyện. Đấy, nó là như vậy. Nói chuyện đi thầy, đéo nói chuyện nữa. Bây giờ tao chơi game. Ok, vì con game này mình chưa chơi bao giờ nên mình sẽ vào new game xem nó như thế nào nhá. Ok, ở đây chúng ta sẽ có cái chọn nhân vật. Đây là, ê, thằng này là ở trong game NF4 này đúng không? Thằng này trong game NF4 này. Một bộ xương này. Hitman. Đúng không? Đây là Hitman đúng không? Thằng này thì tôi không rõ. Nó như ở một 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 một, một bác sĩ ấy, một bác sĩ ấy. Tiên răng á? Cô tiên răng đây à? Cô tiên răng trong truyền thuyết đây à? Hơi vãi đái. Daddy Claus là ông già Noel đúng không? Ông già Noel, ủa? Ông già Noel sao lại là Daddy Claus ta?
Santa Claus chứ nhở? Santa Claus chứ nhở? Bố già Noel à? Rồi ok, Toilet Paper Man là thằng này là sắc gấp Ai Cập à? Lõi giấy chùi đít men à? Rách à? Tôi đã từng nhìn được clip Rách chụp ảnh với cả bạn lùn nha, nhưng mà không phải Rách này, không phải Rách này. James Sullivan, người tuyết à, đúng không? Người tuyết đúng không? Đây như là người tuyết thì phải. Parody sắc gấp Ai Cập. À, cái thằng này là thằng nó dạng là gì nhở? Ừ, Yeti, Yeti, đúng rồi, Yeti, người tuyết, Yeti ấy, đúng không? Yumi Maker, vua đầu bếp à? Chịu, tôi không biết lão này cho lắm. Nhân vật này thì tôi chịu. Don West, Don West, phi hành gia à? À, hay là thằng này trong Among Us? Thằng này trong Among Us à? Nunu William. Đây, đây thằng này mọi người có biết tiểu sử của thằng nhân vật này không? Tại vì là tôi thấy trò này là đang lấy những cái nhân vật mà nó cũng khá là có tiếng đấy. Đang không biết là ông này là ông nào. Ông này có phải là trong Among Us không? Well đấy. Well. You, you là tôi, là mình. Gan. Ông này là phù thủy trong Harry Potter, đúng không? Ông này là phù thủy trong Harry Potter. Chon, một sumo, một sumo. Ok, cuối cùng là hết rồi, hết rồi. Chúng ta có một thôi rồi, bây giờ cái con game này nó lấy hình ảnh của thằng này thì mình sẽ chơi luôn thằng này nhá, làm nhân vật chính nhá. Bởi vì ở đây nó không có random nhân vật các bạn ạ. Tôi cũng chưa biết là chọn nhân vật nào bây giờ. Hay là chọn quả sắc ướp Ai Cập đi, nhìn cho nó xem nhân vật gì nó hay tí. Bộ xương này. Y chang thầy. Chơi Daddy Cloud đi á. Mọi người muốn nhân vật gì bây giờ? Đây đây. Yu. Yu thì nó đúng với cả cái con game này hơn. Yu chính ta. Ok, chơi luôn. Xem con game này nó như thế nào đã. Rồi ok, let's go. Welcome to my castle, traveler. My name is Henrius Enormous Dingledon, but most people just call me Henry. There is always another maniac like you who dares accepting my challenge. The task seems simple. I will be waiting for you at the top of my castle, and if you manage to come all the way up to me, you win. There have been many great people going insane trying to overcome all three stages. No one has survived, but you might. Although I sincerely doubt it, poopy head. Now begin your adventure. Nó nói hơi nhiều, nhưng mà để tôi dịch lại cho mọi người nghe. There are no checkpoints. Okay. I think you know what that means. Ok, vừa rồi là một cái đoạn đầu chào, nó chào mừng chúng ta sẽ đã đến với cả cái khu vực này của nó. Thì đây là một trong những thử thách mà người chơi sẽ phải trải qua. Và nếu như mà bạn là một người chơi không có kỹ năng thì tốt nhất là xóa con game này đi. Con game này là không có sếp, không có sếp. Chúng ta sẽ chơi một mạch để phá đảo thôi. Đấy, ok. À, nó là những cái lời giới thiệu thôi, cũng không có gì nhiều đâu các bạn ạ. Rồi ok. Rồi, ấn cách là nhảy này, ok này. Và chúng ta sẽ chơi một lần phá đảo luôn các bạn nhá. Rồi, nhiệm vụ của tôi là thế này thôi. À giờ. Ok. Nghề. Ok ok. Từ từ, mình phải đi đâu? À, rồi. Có nghĩa là tôi sẽ phải... Từ. Mẹ, bây giờ cắm dây dăm kinh thầy ơi, dăm kinh anh phá đảo, mẹ không biết bao nhiêu lần được gì nữa. Con này thì không cần đến pen, bởi vì là cái con này di chuyển nó nhanh. Được rồi, tôi biết chơi rồi, ok. Không, mình không vội. Có ngã đầu tiên chúng ta sẽ phải nhảy lên cái thùng nhỏ này đúng không? Sau khi nhảy lên cái thùng nhỏ này thì nhảy sang cái ô vuông kia. Đây là Only Up phiên bản 2D.
Với trò chơi này thì tôi sẽ không bị chóng mặt. Ok. Má. Từ từ thôi. Làm sao mình đứng lên cái hộp này đã nhá. Ok. Má không đứng được ạ. Ôi cả chiều nay bạn đã nhảy 75 phát rồi. Sau 75 phát nhảy tôi vẫn ở lại đây. Chiều nay tôi có chơi Binding of Isaac ở bên kia. Cuối cùng mẹ vẫn chết với cả cái thằng Lucas Zucat đấy. Mẹ thằng ấy khó thật sự luôn. Có khi là mình nhảy lên xong rồi mình lại phải đi tiếp hay sao ấy. Mình phải nhảy luôn đấy. Ok. Bây giờ mình nhảy xong mình sẽ nhảy tiếp lên cái cục vuông kia. Ôi rồi ôi, nó còn đập đầu vào cục ở trên ạ à, mẹ. Ok, cái đoạn này là tôi quen tay lắm rồi này. Ma không đứng được. Ok. Rồi. Ok, bây giờ mình phải nhảy lên cái cục vuông nhỏ bên kia. Được rồi. Ok. Quen tay rồi. Bây giờ nhá, nó lừa mình. Nhiều người tham lam sẽ nhảy sang cái ghế bên tay phải luôn. Nhưng mà một người chơi cẩn thận như tôi, chúng ta sẽ nhảy sang cục xương bên trái trước. Có ăn F4 không á? Game này không có sếp. You just reached a new stage. Skeleton Abyss. Congrats, you actually beat the first 5% of my castle. Wasn't too bad, huh? Well, okay. It only gets worse from this point on. Nó bảo là hiếm có người chơi nào đạt được đến cái độ cao này. Thông thường thì 3 ô đầu tiên là mọi người đã xóa game và refund rồi. Nếu như bạn đã chơi đến đây thì thử xem có phá đảo được không nhé. Đây là một lời giới thiệu của nhà phát triển game. Ok. Tôi cố tình nhảy lại đây. Mẹ. Không sao. Mới vào game mà. Tất cả vừa mới bắt đầu thôi. Ok. Quen tay đấy. Được chưa? Không được chửi. Mình like ở bên TikTok, nền tảng văn minh nhất. Ok. Rồi, không sai được. Không thể sai đúng rồi, mình là một chiếc lá. Được. And like you, I could do this all day. Từ từ tôi cầm tay cầm rồi đã. Trò này tôi phải chơi bằng tay cầm. Không từ được. Cái trò này nó nhanh vãi đái ra. Không từ được. Thôi xong rồi, tay cầm lại không điều khiển được bằng cái nút này gì.
Tay cầm lại phải di chuyển bằng núm. Không sao, ok, bắt đầu rồi, bắt đầu tử tế đây. Được chưa? Nhanh chưa? Chóng mặt chưa? Mẹ nó. Ok. Ồ, trời ơi, nó trôi. Rồi. Rồi, ok. Có bạn mới vào đi lại thì thôi đây nhá, đi lại đây nhá. Còn ông nào mà muốn xem lại thì ngày mai xem lại video nhá. Mày không thể đứng được vào chỗ đấy ấy. Bờ tôi có một cái công thức như này, chúng ta nhảy vào cái hộp đấy xong rồi nhảy luôn sang hộp gỗ đi thì nó dễ hơn. Được. Nhưng mà hơi nhanh. Thôi từ từ thôi. Đứng được mà. Ok. Chúng ta đã nhảy 250 phát rồi. 250 lần nhảy rồi. Sure, this challenge is meant to be hard, but you would have even fallen from a climbing frame if I had put up one. Ok. Game nó chửi thầy gà. Mẹ nó. Gà này. Kích động, nó dám kích động tôi. Đây rồi. Ok, bây giờ mình sẽ lên cái tảng đá bên tay phải nhá. Tảng đá bên tay phải này. Được chưa? Từ từ, cái đoạn này là như nào đây, tự nhiên cái cục này nó chéo chéo nhìn nó nghi này, theo tôi suy nghĩ là cái đoạn này này là chúng ta sẽ phải nhảy từ đây, nhảy vào đây xong rồi phải bật lên luôn để mà đứng ở đây, không là người mình nó sẽ bị trôi xuống. Nó giống như kiểu Lý Tử Long đạp tường ấy. Xong rồi mẹ. Nhảy vô trong đó là đóng hòm. Ok. À, thì ra mình đứng được vào đây. Rồi, khi mà tôi đã đứng vào đây rồi thì chúng ta sẽ phải tạo ra một cái tình huống gọi là nhảy xoáy giật. Mà đây là một trong cái kỹ năng mà tôi cực kỳ nhuần nhuyễn luôn, đúng không? Mình đang đứng ở đây này, đây. Đây, đây là kiểu nhảy xoáy giật. Mình đang đứng ở đây đúng không? Sẽ là nhảy như này. Đứng lên đây. Sau đấy thì nhảy sang đây, được chưa? Cái này thì là tôi quá nhuần nhuyễn mẹ rồi. Thấy gì chưa? Thùng gỗ. Ok. Ôi.
Để ý ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cục đá này. Từ đây nhảy đứng ở đây. Xong rồi lên đây. Thách thức, thách thức, thách thức, thách thức. Không có checkpoint, không có save. Nhưng tôi làm được, nhưng mà tôi làm được. Are you trying to bore me to death? That's against the rules. Nhuần nhuyễn. Ok. Lần này kể ra cũng dễ mà. It's over. I have the high ground. Ok. Được không? Ôi trời ơi. Không sao, không sao. Đoạn này như ở checkpoint mà. Đoạn này như ở checkpoint thôi. Game không có save thì mình tự tạo save cho bản thân đúng không? Game không có save, mình tự tạo save cho bản thân. It's nhảy over. I luôn. have the high Toàn này tôi ground. nhảy luôn. Ok, thấy có một số bạn mới vào và đang thắc mắc là cái đoạn đầu tiên vừa vào game như thế nào thì tôi xin phép là nhảy xuống lại từ đầu để mà cho các bạn xem con game này nó như nào nhá. Ok, let's go. Là bây giờ là tôi sẽ đi một mạch phá đảo luôn nhá. Tôi sẽ không quay lại đây nữa đâu. Tôi tuyên bố rồi đấy nhá. Được chưa? Đấy. Đây là cho một các bạn thêm một lần nữa này. Còn bắt đầu về, bắt đầu về. If you Rồi, ok, think tôi lại xuống đây watching này. Takashi's castle was sufficient preparation for this. Ok. Rồi. Ok. Bây giờ kịch bản là như này đi. Kịch bản là như này. Nhảy lên cục đá đấy, phải nhảy luôn. Phải nhảy luôn, không đứng được đâu. Không đứng được đâu. Ok. Tôi biết ngay mà. Đéo có đoạn nào để mà chỉ đâu. Ok, bây giờ mình phải nhảy từ đây sang kia đúng không? Do you know Fall Guys? Looking at you, I should have named my challenge Tumbling Turd. Không sao, không sao, không sao, không sao. Đoạn này vừa vào thôi, đoạn này vừa vào thôi. Bình tĩnh. Và cảm ơn mọi người tặng sticker nhá. Để tôi chơi chơi tử tế này. Quái đi một phát phá đảo luôn này. I can tell that you were the guy that always skipped PE class. Ừ.
Every time you fall, I have to think about the asteroid that killed the dinosaurs. Ok! Ok! Xin một lần ngã luôn, xin một lần ngã luôn, tôi tuyên bố luôn. Mỗi khi anh ngã, nó nhớ tới thiên thạch làm tuyệt chủng khủng long. Bây giờ này. Nhảy từ cục này lên cục này luôn. Phải nhảy luôn. Được chưa? Đây rồi. Phát này không ngã được. Rồi, tôi biết lý do vì sao vừa nãy mình ngã rồi. Cái đầu thằng nhân vật của mình nó đập vào đây này. Cái đầu đập vào đây. Thế thì phải nhảy cầu gì? Game này nó làm gì có tiếng? Nhảy 500 feet rồi. Among all the 104,874 people that have accepted my challenge, you are the worst so far. Okay. Among all the 104,874 people that have accepted my challenge, you are the worst so far. Now! Okay. Ở đây. Game này thầy tính gì phát không thầy? Game này phải hủy diệt, game này phải phá đảo. Game này phải phá đảo. Được chưa? Quen tay rồi. Ok. Đằng sau này có cái cột đấy. Không được, cột đấy không đứng được. Còn bây giờ mình phải nhảy được từ chỗ này. Sang đây. Mà mình cần phải lưu ý là có cục ở đây, là đầu mình sẽ chạm vào đây. Đây, nếu như mà tôi căn được một cái lực như này là đầu mình sượt vào thôi. Còn chúng ta sẽ không nhảy gọi là mắc lực. Mà nhảy vừa phải lực thôi. Đây là mắc này. Đây là vừa phải này. Try like not falling next time. Bye bye mọi người, tôi vừa mới tải trò này thôi. Để tôi speedrun nó cho các bạn xem. Huh?
con mẹ đó nó nhảy thế nào nhở? Nhảy kiểu đéo gì nhở? And like you, I could do this all day. Ok, lại. Bình tĩnh, không được cáu. Mình là một chiếc lá mà. Ok. Bình tĩnh. I am making millions off your entrance fees, and all I have to do is watching you hurt yourself. It's like being a football player that gets paid for sitting in the stadium. Your DNA test has revealed that you are 50% a clown, 50% an idiot, and 100% a complete failure. May là mình không hiểu. Mình không hiểu nó nói gì đấy. Ok. People in wheelchairs give you pitiful looks. Ok. Thôi rồi, ok. Suốt từ nãy là thử các bạn thôi. Không đầu hàng được. Mà game này nó không có sếp các bạn ạ. Mọi người có thể search cho tôi là đã ai phá đảo được cái trò này chưa? Và nếu như mà phá đảo thì họ mất bao lâu? Nhiều speedrun cái con game này ấy. Chưa ai vào đảo à? Mà con game này vừa mới ra mà. 104,874 people that have accepted my challenge. Và ai sở biết rằng 15 phút so far. Sở biết rằng mà mất 15 phút. Ok. Lần này phải lên. Is this your first time touching a keyboard? Your DNA test has revealed that you are 50% a clown,
50% in idiom. Mẹ, con này nó, con này nó khó vai đái ấy. Nó khó vai đái luôn đấy. Má. Tầm này nó chửi cũng đéo làm gì được nó nữa rồi. That one must have hurt. I'll post it on Instagram and tag a doctor for you. Okay. Mẹ biết, mình biết cái phát đấy là mình nhảy sai rồi. Uầy, tôi nói thật, trò này nó còn ác hơn là Dăm Kinh. Dăm Kinh ít ra chúng ta có những cái đoạn mà checkpoint. Con này là đéo có luôn. Con này tôi nhìn sơ sơ. Mẹ ngã là ngã thẳng luôn đấy. Tóm lại là nó trơn lắm các bạn ạ. Nó trơn như kiểu lúc mà chúng ta ở cái map băng của Dăm Kinh ấy. Anh có nhìn thấy thằng nào ở dưới đấy không? Dưới đấy là dưới gì? À, chốc mẹ rồi. Ờ, à, đổi nhân vật khác đi. Nhân vật này có thể, ơ, có sếp này. À, có sếp nhưng mà không có checkpoint. Ok, để tôi speed run lại cho các bạn. Nó đang chửi anh là thằng hề á. Ôi, mình đéo cần biết. Bây giờ mình sẽ cần một nhân vật có độ nặng cao để mà bám được đất, đúng không? Thầy ơi, có clip thằng suýt phá đảo. Lại còn suýt phá đảo. Welcome to my castle traveler. Okay. My name is Henrius Enormous Dingledong, but most people just call me Henry. There is always another maniac like you who dares accepting my challenge. The task thằng này nặng, thằng này được rồi, thằng này giống bị biểu ấy. I'm waiting for you at the top of my castle, and if you manage to come all the way up to me, you win. There have been many great people going insane trying to. You just reached a new stage, Skeleton Abyss. Congrats, you actually beat the first 5% of my castle. Wasn't too bad, huh? Well, it only gets worse from this point on. You are not even close, like your partner in bed. Okay. Một nghìn phát nhảy rồi. Bắt lắc. Đây rồi. Lên lại đây được rồi này. Nhưng mà tôi vẫn cứ đập đầu vào đây. Mình phải làm sao ta? Đoạn này nhảy như nào ta? Nấc dưới nào? Nấc này á? Thấp nhất mẹ rồi. Sếp, game này làm gì có sếp?
ok. Bây giờ mình nhảy nhá. Bây giờ mình nhảy thấy đập đầu một phát mình escape luôn. Bây giờ mình nhảy mình thấy đập đầu cái mình escape luôn. I'll put Call the weather girls cause it's raining men. Mẹ khôn. Hallelujah. Game này. Thật ra là tôi nhìn ra cách phá đảo rồi. Tôi nhìn ra cách để phá đảo rồi. Nhưng mà bao giờ mình áp dụng thôi. Tôi nhìn ra cách rồi đấy. Game không có checkpoint, chúng ta làm checkpoint cho nó. Mọi người có nhớ cái trò bật lò xo? Nó sẽ là như vậy đấy. Có cách rồi. Nó nằm ở đâu nhỉ? Tiger Henry. Ủa sao không có game này nhỉ? Tiếng đéo gì nhỉ? Đây là một người chơi nào đó. Ui ôi. Try evoking the power of friendship to guide you. Sorry, I forgot you need friends for that. Try the không cần. Không cần xem, không cần xem. Thôi rồi, đéo cần. Tôi không biết là nó đi mất bao lâu để nó đến được cái đoạn đấy. Mẹ cái đoạn này không biết nhảy như nào. Quan trọng là đoạn này nhảy như nào. Nó còn cái bước nào không nhở? À, được rồi, được rồi, được rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok, ok. Từ từ nhá, đoạn này. Did you think watching Tarkash's castle was sufficient preparation for this? Không sao, không sao. Đã lên được rồi thì. Even a broken clock is right twice a day, but you are trying to measure radiation with a tape line. I will tell my interior designer that you really love my floor. Trời trời trời. Mẹ con kinh. Ok, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mới thôi mà, mới vào game thôi mà. Mình phải vượt qua. Có thể là cái con game này này, có thể là cái con game này vừa vào
Không, thật ra là có cách để mà phá đảo rồi, nhưng mà bây giờ mình áp dụng nó hơi sớm. Mình có thể dùng như kiểu trò speed up ấy thì chắc chắn là sẽ phá đảo. Nhưng mà bây giờ thì hơi sớm. The more I think about it, the more this challenge seems like a metaphor for your life. Tiger Henry. Bây giờ những cái đoạn đầu nó sẽ cho mình những cái thử thách khó để mình làm quen với game. Xong rồi về sau nó sẽ dễ. Ok. Mượt rồi đấy, quen tay đấy, quen tay đấy. Nó trơn các bạn ạ, nó trơn vãi đái luôn. Được rồi. Even if you beat this, your parents will still not pay more attention to you. Ok. Imagine you are studying for a test, and I'm a reason to procrastinate. Now it shouldn't take you longer than 10 seconds to reach me. Cay quá, con mẹ cay đéo chịu được luôn đấy. Cay đéo chịu được luôn đấy con game này. Mẹ vừa mới vào. Ok. Đây rồi. Ok, không sao, không sao. Mẹ con này nó còn khó hơn Dâm Kinh nhiều ấy, đâu ra mà dễ hơn mẹ. Những con này nó không có cái điểm để mà mình checkpoint nữa. Ui. Thôi từ 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 từ. Phải đứng được ở trên nắp này đã. Ok. Did you see a coin down there? Đã bao lần vì em trong nước mắt, đã bao lần vì em anh buồn ra. Người tình ơi vì sao người nỡ gieo sầu đau đến. Ở bình tĩnh này, bình tĩnh này, bình tĩnh này, bình tĩnh này, hết sức bình tĩnh này. Uống hớp sữa đậu lành.
À. Tác dụng của sữa đậu nành sẽ giúp cho người ta chơi giỏi hơn. You walk like a newborn baby in roller skates. Từ từ đã. Từ từ đã. Mình đang hết tiền. Mình không có tiền để mua bàn phím, không có tiền mua chuột mới đâu. If I had a penny for every time you fell, I would give you everything just to make you stop. Má, mày nữa mày. It took me more effort just to come up with my lines than what you are putting in your poor performance. Okay. Làm được, làm được, làm được. Okay. Không sao, không sao, không sao, không sao. Đoạn này quen tay rồi, quen tay rồi, quen tay rồi. Yeah! Yeah! Từ từ nhá, từ từ nhá. Đoạn này phải phân tích này. Nhiệm vụ của mình là từ đây nhảy sang đây. Và ở đây có một cục. Thì mình sẽ phải thật là khéo léo. Thật ra bây giờ xếp thì nó có gì đâu. Xếp thì nó có cái gì đâu. Đấy, xếp được, xếp được. If my castle was any closer to the sea, the fires might actually cause a tsunami. Ra ra, quen tay rồi, quen tay rồi, quen tay rồi. Quen tay rồi, quen tay rồi, không sao cả. Được rồi. À, cái cục này không, cục này không có thật. Ui giời ơi, mẹ, cái cục này tôi cứ tưởng là có cục ở đây. Cục này nó không hề có thật. Rồi, rồi, có, bây giờ mình nhảy sang cái cục bên này. Má, mẹ, cái cục này có thật đéo đâu ạ. À. Ôi, đoạn này thì thôi, tầm một khi mà tôi đã biết rồi thì một khi mà tôi đã biết rồi thì thôi, 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 thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Được rồi. But you seem to confuse up and down. Con mẹ ra về đâu?
quen tay làm lại được. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Uống nước. Không ra. Thở đều. Thật ra Zamba trò này ấy, tôi hủy diệt Zamba trò này phút mốt thôi mà. If I had a penny for every time you fell, I would give you everything just to make you stop. Vịt con ơi khi ta online trên màn hình màu xanh, anh rất muốn gặp được vịt con để chia sẻ nỗi niềm buồn vui mà anh và vịt đã. Call the weather girls, call the weather men. Hallelujah. Đoạn đầu. Mẹ, mày chơi mấy cái game này nhiều. Bị đa nhân cách đấy các bạn ạ. Ok. Bình tĩnh thôi. Did you see a coin down there? Nó trơn kinh khủng ấy. Okay. Are you trying to bore me to death? That's against the rules. Rồi, cảm ơn mọi người tặng sticker nhá. Ok. I will tell my interior designer that you really love my floor. Anh vừa mới chơi trò này được một tiếng thôi. Chưa được một tiếng đâu. Được rồi, quen rồi. Quen tay rồi. Mẹ. Sau này mình mà có tiền mình sẽ xây một cái nhà đúng kiểu như này luôn. Khách tới nhà tôi muốn đi từ phòng ra nhà vệ sinh sẽ phải trải qua một cái con đường như này. Lệ đắng đã rơi trong mắt em sau nỗi đau ta. Đừng buồn em hỡi, hãy đứng lên và nhảy giống anh. Đừng cay em nhé, có thấy anh pro. Vớ vẩn. Did you think that was sufficient preparation for this? Hoo.
It took me more effort just to come up with my lines than what you are putting in your poor performance. Làm gì có ai chơi trò này? Một lần mà qua luôn được đúng không? Chúng ta phải kiên trì. Chúng ta phải kiên trì. Uầy, ba bước. Cái quả ba bước của tôi như kiểu là cài macro ở trong đầu mẹ luôn. Như cài macro trong đầu luôn. Đó là chạm nó như kiểu dạng là cảm giác ấy. Cảm giác của đấy nhắm mắt mình cũng nhảy lên được. Tự nhiên nó thành một cái phản xạ. Chân của thằng nhân vật vừa động vừa chạm đến đấy phát là cái ngón cái của mình nó tự động ấn luôn. Ôi ảo thật đấy. Ôi đầu mình nó có lập trình AI mẹ rồi. Ôi that lost his legs. Do you think I can still get him here instead of you? Đéo sao có cục đá ở đây? Before you had even stepped a foot inside my castle, I could already smell your foul odor. Back then, I thought the garbage truck was earlier than usual. Đi mẹ tầm này gậy mẹ đi. Sợ đéo gì. Vào mà gậy. Mẹ. Ok. Thôi đừng gậy em nhớ anh chị TikTok ơi, em lấy lại được bình tĩnh rồi. Em lấy lại được bình tĩnh rồi. Lên được đến đây là một tín hiệu đáng mừng rồi đây này. Ra. Vui quá. Vui quá đi mất. Vui quá đi mất. Vui. Vui quá đi mất tôi. Okay. Được rồi. Okay. Every time you fall, I have to think about the asteroid that killed the dinosaurs. Đây làm lại rồi đây này. If revenge is sweet, okay, then your mouth must taste like drinking orange juice after brushing your teeth right now. Lần này, từ từ, lấy lại cảm xúc này, lấy lại cảm xúc này, bình tĩnh này. Ooh.
I am making millions off your entrance fees, and all I have to do is watching you hurt yourself. It's like being a football player that gets paid for sitting in the stadium. Vội, từ từ, chậm lại. Không được cáu. Chơi những cái này là phải bình tĩnh. Đúng rồi, nó phải như vậy. Nó phải là như thế. Hãy nghĩ tới lúc mình dạy đậu đậu học, nó còn cáu hơn thế này nhiều. Thế này đã ăn thua gì? Vừa ong vong, sắc võng. Đúng rồi. Among all the 104,874 people that have accepted my challenge, you are the worst so far. Lần cuối này. Trước khi chuyển qua Isaac này. Mày đúng lần cuối có khác, nó mượt. Being stupid means doing the same thing over and over again, but expecting different results. Albert Einstein. Unlike you, I could do this all. Mình biết rồi. Mình biết lý do rồi. Với con game này chúng ta phải suy nghĩ một cái điều nhân văn trong đầu thì mới chơi được. Chúng ta sẽ phải chọn ông già Noel. Mình phải nhập vai vào ông già Noel. Và mình nghĩ ở trong đầu là có nhiều đứa trẻ đang mong ước có một món quà. Ông già Noel phải nhanh chóng mang quà đến cho các bé. Welcome to my castle traveler. My name is Henrius Enormous Dingledog. Ôi, but những đứa bé đang cần quà mình phải nhanh chóng mang quà cho chúng nó thôi. Like you who dares accepting my challenge. The task seems simple. I will be waiting for you at the top of my castle, and if you manage to come all the way up to me, you win. There have been many great people. You just reached a new stage. Skeleton S. Congrats, you actually beat the first 5% of my castle. Wasn't too bad, huh? Well, it only gets worse from this point on. Pizza in the oven. Come here if you want a slice. Mượt. Ôi, sao từ lại mình quên lưu video ạ? Thôi làm đéo có video game này. Chờ hôm nào mượt một phát phá đảo. Đường về nhà là vào tim ta. Dẫu nắng mưa gần xa. Đây rồi. Mình sẽ nghĩ về các bạn nhỏ châu Phi, những đứa bé ở châu Phi không có gì ăn, đang chờ ông già Noel mang đến những món ăn. Ông tới với các cháu đây. Ông tới với mấy đứa đây. Nhân văn. Anh đưa em về quê. Anh đưa em ra đồng. Có đàn, có trăng bay. Này mọi người nhìn thấy chưa? Cái cục này này. Đập đầu vào đây ngã. Thành ra đoạn này mình sẽ nhảy gọi là nhẹ nhẹ thôi. Your performance. Đứng đấy. Đúng rồi đấy. Đúng rồi. Ok. Ui, mượt. Mượt lắm rồi. Không sao. Ủa.
nervous to come up with my lines than what you are putting in your poor performance. Cháu bé Châu Phi, không có gì ăn rồi. You probably thought you were a pro after playing Super Mario, but this is the real world. Nó vừa nói đến Super Mario. Bảo sao ông già Noel trong này gầy thế? Nhảy thế này thì béo thì đéo làm được. Ok ok, chỗ này là tôi quen tay lắm rồi các bạn ạ. Chỗ này là tôi quen tay lắm rồi luôn đấy. That one must have hurt. I'll post it on Instagram and tag a doctor for you. Lệ buồn thứ nhất đã vì em, đã vì em. Không hát. Vì anh đã mong. Địt mẹ như cái địa vấp ấy. Try evoking the power of friendship to guide you. Sorry, I forgot you need friends for em that. Try the power of crying at night instead. Dẫn ơn để rồi mình cách xa. Ok, vào. Lên được. Mình phải có một cái kỷ lục gì đấy. If revenge is sweet, then your mouth must taste like drinking orange juice after brushing your teeth right now. Are you even trying? Ôi bầu trời, ôi bao vị thần đã. Among all the 104,874 people that have accepted my challenge, you are the worst so far. Chậm này. Đúng một lần nữa này. Ôi bầu trời, ôi bao vị thần đã chứng giám, đã hiểu lòng ta. Mà tại sao vẫn không mỉm cười để thấy đôi ta mãi chia ly? Anh giờ này chỉ biết ngậm ngùi, đếm chiếc lá rơi như mùa đông lá cha nước mặt rơi trong lòng. Ok. Được rồi, lần này phải perfect này. Và tất cả anh dành cho em từng ngày từng giờ trôi qua, anh vẫn sống bằng niềm tin đã có. Từ bình tĩnh nhá. Dù mệt nhọc hay mồ hôi thấm đẫm vai anh, anh vẫn luôn. I need to go to the bathroom. Hurry up or you might experience some rain down there. Gần được rồi. Vui, 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 vui,
Vui, vui, vui, vui. I am making millions off your entrance fees, and all I have to do is watching you hurt yourself. It's like being a football player that gets paid for sitting in the stadium. Vui, 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 vui. Vui, vui, vui. Vui, vui, vui. Vui, vui. Vui, vui. Vui, 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 vui. Từ 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 từ, đoạn này tôi chỉ cần đứng được lên cục này thôi. Tôi chỉ cần đứng được lên cục này thôi là tôi chắc chắn là tôi còn lên cao nữa luôn. If my castle was any closer to the sea, your falls might actually cause a tsunami. Vua trò chơi nhập. Ok, tôi đã triệu hồi vua trò chơi nhập vào tôi rồi. Bây giờ tôi không còn mẻ nam ếch nữa rồi. When you came here,